Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và các bạn ơi, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau unbox những mô hình của Thủy Thủ Mặt Trăng nhé. Và mình biết rằng là những nhân vật truyện tranh này là những cái nhân vật gắn liền với tuổi thơ của chúng ta.